Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đức Xe Cô. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu xe. Thì đây là mẫu Twitter R5 phiên bản thắng đĩa nha mọi người. Đó, thì với cái phiên bản thắng đĩa này thì nó sẽ khác một số cái chi tiết so với lại thắng gôn. Thì khác như thế nào thì mời mọi người theo dõi video ngày hôm nay nha. Rồi, trước mặt mọi người đang thấy đây là một chiếc R5 phiên bản thắng đĩa. Thì với phiên bản thắng đĩa thì chúng ta vẫn được trang bị một cái cấu hình của Retroback nha mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái tay lắc nè của Retroback. Thì Retroback thì nó sẽ kết hợp 3:1 nha mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ lên đĩa nè, thì mọi người lắc mạnh. Đó, xuống đĩa thì mọi người lắc nhẹ. Còn một cái chức năng nữa là đó là thắng. Thì nó kết hợp giữa 3:1 như vậy thì nó rất là tiện nha mọi người. Bên này cũng tương tự dành cho cái phần đĩa trước, còn bên này là cái quy đề sau nha mọi người. Rồi, qua bộ truyền động thì chúng ta sẽ có 2 đĩa và 11 clip. Đó. À, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái đùi đĩa trục rỗng của Prowell nè. Đó, thì đùi đĩa trục rỗng nó sẽ tối ưu về cái trọng lượng của xe nhiều hơn. Thứ hai là phần gạt đĩa của Microchip R8. Đó. Thì cái gạt đĩa của Microchip R8 này nha mọi người, thì nó sẽ cái thương hiệu nó sẽ nhỉnh hơn so với Retroback luôn. Rồi cái kết cấu của nó sẽ cứng hơn so với lại Retroback rất là nhiều. Rồi, qua phía sau thì chúng ta sẽ có quy đề sau của Retroback nha mọi người. Và đi kèm với nó là 11 clip sau của Suget. Đó. Thì cấu hình như thế này là mọi người có thể thỏa thích tham gia các cái giải đạp theo đoàn nè. Đó, cơ bản thôi nha, đừng quá bạo lực. Bạo lực thì có lẽ là mình sẽ tụt hậu so với người ta. Đó. Rồi mọi người có thể thể dục thể thao nè, rồi chạy để mà rèn luyện sức khỏe, thì đây là một cái mẫu xe rất là hợp lý. Đó, thì cái mẫu Twitter R5 phiên bản thắng đĩa này thì chúng ta sẽ có một cái thắng đĩa cơ dầu nha mọi người. Thắng đĩa cơ dầu như mọi người đang thấy trên màn hình đó, thì cái con heo dầu của Retroback này thì nó cũng có một cái kết cấu cũng như là chất lượng rất là cao. Đó, bên em cũng bán khá là nhiều sản phẩm rồi, mọi người cũng đã thấy rồi. Đó, với cái vành đĩa này thì chúng ta sẽ có thông số là 160 nha mọi người. Rồi, đó là cái phần khác biệt thứ nhất so với lại thắng gom. Thì cái khác biệt thứ hai đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái lốp 700x28 thay vì 725 giống như là phiên bản thắng gom nha mọi người. Tiếp theo thì thắng đĩa thì chúng ta sẽ có một cái ưu điểm, đó là dây nó sẽ đi âm sườn. Đó, phần dây này mọi người thấy nè, nó sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều nha. Rồi ghi đông bô tang liền luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ được sử dụng một cái ghi đông bô tang carbon. Đó, rất là gọn gàng, rất là đẹp luôn. Ở đây thì có một cái chi tiết, đó là cái vòng nhựa ngay khu vực chén cổ này thì nó cũng được mạ cái màu titan luôn. Thì nhìn chiếc xe của mình nó có cái điểm nhấn, có cái điểm nổi bật nhiều hơn. Đó, trên hình mọi người đang xem là màu xám xi măng, xám lông chuột nha mọi người. Màu xám lông chuột. Đó, yên thì chúng ta cũng có một cái yên của Retroback này. Thì sơ bộ thì cấu hình nó cũng không có gì thay đổi nhiều. Đó, quay cho mọi người nghe một xíu về cái trớn nha. Đó. Theo cá nhân của em thì thắng đĩa nha mọi người. Thắng đĩa thì nó sẽ cho chúng ta cái âm thanh tiếng cối lớn hơn so với lại phiên bản thắng gom. Rồi, thì mẫu xe này hiện tại bên em đang bán với giá là 16 triệu. Trong cái đợt này trước Tết thì bên em đang có chương trình giảm giá nha mọi người. Trên 15 triệu thì sẽ được giảm đến 500.000. Vì vậy nên là chiếc xe này hiện tại chỉ còn giá là 15.500.000 thôi. Hỗ trợ mọi người miễn phí ship cũng như là quà tặng kèm nha. Rồi, mọi người mà có cần tư vấn thêm về size xe, màu sắc của xe, phương thức vận chuyển như thế nào thì mọi người có thể liên hệ với số điện thoại em để bên dưới màn hình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp mọi người ở video lần sau ạ.